Hello, xin chào tất cả quý khách đã đến với kênh Moto Văn Nga 79. Xin chào tất cả anh em đam mê xe ha, đặc biệt là những anh em đam mê xe mô tô phân khối lớn. Rồi hôm nay mình sẽ đích thân đi giao siêu phẩm về cho một vị khách quý. Đêm qua anh chỉ ghé chơi tầm 15-20 phút và anh đã xuống tiền mua siêu phẩm BMW R18 phiên bản Fit Edition. Và phải nói rằng là anh rất là đáng mến, anh làm ăn và lớn hay sao đó, anh làm ăn lớn không? Rồi anh cũng hiểu, rất là hiểu về xe nên anh nói thôi chú mày, chú em xe cũng đằng nào cũng không có lời rồi, thậm chí là lỗ nữa thôi không bớt luôn, nói nhiều anh mua nhiều luôn thôi à. Và phải nói rằng thời điểm này thì có những xe xuống giá rất là hợp lý, thậm chí là hơi sâu á, nên thành ra ai mà tìm hiểu với cái giá xe đợt trước và giá hôm nay, nếu cái giá hợp lý lại là nắm được cái giá là mua sẽ rất là nhanh. Chiếc này là chiếc BMW R18 phiên bản Fit Edition, đăng ký tháng 1 2023, mới lăn bánh chưa được 500 cây số hả quý khách, và sở hữu cái biển số rất là đẹp, 59A339697 ha. Rồi mình sẽ đích thân đi giao cho người anh luôn. Rồi rất là cảm ơn anh đã tin tưởng và ủng hộ. Rồi lên xe thôi. Rồi. Rồi từ cửa hàng đi qua chơi bên nhà anh tầm một không tới một tiếng mà tầm 30 phút ha, tại quãng đường cũng tầm 12 đến 15 cây ha. BMW R18 là một trong những đầu xe siêu phẩm của Motorrad. Và năm nay là kỷ niệm 100 năm BMW sản xuất động cơ boxer ha. Nên nghe đâu về Việt Nam, nếu mà R18 về đâu không nhiều, nghe có mấy chiếc mà thôi. Renate bản kỷ niệm 100 năm anh em đang ngóng rất là nhiều, mà không biết về số lượng nhiều hay không. Tạm thời thì nghe thông tin thì cũng đâu đó mười mấy hai mươi chiếc quay đầu gì đó ha. Mình cũng chỉ nghe thông tin bên lề thôi ha. Và những anh em mà đam mê BMW và dòng Classic thì rất là đợi chờ bản kỷ niệm 100 năm. Và kể cả R18, mình nghĩ nếu về R18 mà bản kỷ niệm 100 năm với số lượng không nhiều thì chắc cũng sẽ rằng là bán cháy hàng mà thôi ha. Và chiếc trên xe này thì cũng R18 không được tới 100 năm thì cũng đâu đó 98 năm. Mình tạm tính kỷ niệm 98 năm đây, không được 100 năm hả. Thì nói vui ha quý khách. Thì chiếc xe mới lăn bánh có 490 cây thôi. Thì quá trời là đẹp luôn rồi ha. Anh Tùng sở hữu cũng vài xe rồi, và xe nào cũng chất, và anh đang sưu tầm thêm. Nghe đâu anh đang làm cái nhà để chuẩn bị rồi sẽ làm bộ sưu tập xe trưng bày chơi. Chơi xe cũng có rất nhiều cách để thể hiện cái đam mê. Có những anh đam mê nhưng không có thời gian để đi, muốn ngắm và đi nhẹ nhẹ tí xíu thôi rồi về trưng bày chơi. Và có những anh có đam mê, mê xe và mê những chuyến đi phượt thì mua xe về là lên giáp lên xe đi mà thôi. Mình thấy cái nào nó cũng hay hết trơn á. Đi phượt trên những cung đường với chiến mã của mình thì nó qua những vùng miền, nó cho mình những cái cảm xúc khác nhau, những cái văn hóa vùng miền nó khác nhau, ẩm thực nó khác nhau ha, cũng rất là thích. Bản thân mình cũng mới đi tầm 10 ngày mới về, mỗi nơi là nó cho mình mỗi cái hiểu biết thêm về cái văn hóa ở nơi đó. Hiển nhiên trong Việt Nam thì nó cũng gần giống nhau thôi, nhưng mà nó cũng có cái tập quán nó nhẹ nhẹ nó khác nhau tí đỉnh. Cũng hay ăn uống những cái món ẩm thực không phải cái địa phương mà đã thường xuyên, thì không phải địa phương của mình thì nó lạ miệng, nó cũng hay, nó khiến cho mình được tươi mới hơn.
ngày đó, nên thành ra khiến cho các anh mà thích đi phượt, thích đi chơi là nó cũng dễ nghiện lắm á. Ghé động Phong Nha thì mình cảm nhận được cái sự hùng vĩ của núi rừng, thiên nhiên ha. Nó có những cái mình nghĩ không thể nghĩ nổi luôn. Rồi kể cả ghé ngoài Tràng An, Ninh Bình thì đúng rằng là một tuyệt phẩm, một tiên cảnh của Tràng Giang. Mình trong mắt mình là mình đi cũng được nhiều chỗ, nhưng mà không dám nói là mình đi hết, nhưng mà mình đi cũng được nhiều chỗ ở Việt Nam mình lắm. Nhưng mà phải nói rằng là những cái địa điểm như Tràng An, Ninh Bình là đúng là cảm nhận nó là tiên cảnh, chứ nó không phải là bình thường nữa. Cực kỳ đẹp. Và hôm đó đi có một từ trưa tới chiều thôi, thì cũng không có cảm nhận, không có tham quan được hết, khám phá được hết. Hạn một ngày gần nhất phải đi vài lần nữa mới cảm nhận hết được. Kể cả động Phong Nha đi cũng chưa có bao nhiêu hết. Đi qua Quế thì phải nói rằng là về đêm Quế rất là đẹp, Quế rất là lãng mạn. Các anh em ở Quế rồi, các anh đi thường xuyên rồi thì không nói nữa hả. Còn mình lâu lâu đi, mình ra nếu mà buổi tối lên sông Hương, cầu Trần Tiền rất là thích, nhẹ nhàng, lãng mạn. Rồi trong thời gian đi giao cái xe cho anh thì mình trò chuyện giết thời gian tí vậy thôi. Có thể rằng là các bạn thích nghe, các anh thích nghe, còn có những anh em thì đã trải nghiệm rồi, không thích nghe thì bỏ qua hả. Vui thôi, giết thời gian thôi, chứ nó không có quan trọng gì trong cái câu chuyện này. Rồi, mô tô Văn Nga thì hiện tại cửa hàng xe cũng đang rất là nhiều, và phần lớn là có Harley, Harley nhiều hơn, rồi có Honda, BMW và Triumph, gần như những chiếc xe đẹp đẹp về được các anh đón nhận hết hết trơn à. Tại vì phải nói rằng là BMW và những dòng Triumph đó ra thị trường xe nó chưa có nhiều bằng Harley, nên thành ra cái thị trường Harley có xe xài lướt lại thì nó nhiều hơn so với hai cái dòng kia. Nên về số lượng ít được các anh đón nhận Triumph T100, T120, Street Win, những con Lexus tầm trung được đón nhận nhanh lắm. Ngày hôm qua được một đoàn khách từ Hà Nội vào, các anh đi tham quan miền Nam chơi, đi du lịch thành phố Hồ Chí Minh chơi, ghé thăm Motovania. Và các anh cũng đã mua hai chiếc, rất là vui. Các anh nói chuyện đi đông, các anh nói chuyện rất là vui. Và sau đó các anh cũng đã mua hai chiếc, một chiếc Custom và một chiếc Custom 1200 của Harley ha, và một chiếc T100, chiếc 2018 siêu ken, siêu đẹp luôn. Rồi hành trình đi về hướng đông trên đại lộ Võ Văn Kiệt, đại lộ quen thuộc tại nhà mình gần đây. Hiện tại đang ngã tư Nguyễn Văn Linh và Phạm Hùng, còn cách nhà khách cũng tầm 2 cây nữa. Cái đèn đỏ này quá trời lâu luôn. Đèn đỏ này là 100 giây nè. Tại cái đoạn này buổi chiều các ngã hướng này kẹt xe nhiều lắm, kể cả buổi sáng. Tại cái hướng kia là hướng về Long An, hướng về dưới Cần Đước. Hướng dưới đó dân cư mấy năm gần đây thì di chuyển dẫn dân về mé đó cũng nhiều. Tất cả các hướng này khá là đông, kẹt xe ngột ngạt lắm. Nhưng mà không sao, sáng nay đêm qua chốt được cái xe với một người anh, sáng nay đi giao xe là vui rồi. Bán xe dù lợi nhuận bao nhiêu, có khi là lỗ cũng có, nhưng mà chốt cái niềm vui trong bán xe là chốt được giao dịch. Kể cả những ngành nghề khác, các anh em làm nghề kinh doanh cũng biết, khi mà chốt được một cái giao dịch nó mang cho mình nhiều cái cảm xúc lắm. Đó là cái niềm vui, và nó còn hơn cả gặp những, còn hơn cả được thưởng thức những món ăn ngon nữa. Nên cái động lực để làm nghề nó vui sướng là ở cái điểm đó, mình rất thích. R18 là
được trang bị động cơ boxer lớn nhất là con xe mô tô hả? Động cơ boxer thì quá nổi tiếng rồi, cả 100 năm nay rồi. Các anh em trải nghiệm, nếu mà không đam mê BMW là thôi. Có nhiều khi fan hâm mộ của Harley hay là cũng có những dòng khác thì thôi hả. Còn nếu mà đã mến quý, yêu đam mê BMW rồi thì phải nói rằng trải nghiệm cục máy boxer càng trải nghiệm càng thích. Nó không phải tiếp bạo lực như những dòng máy V4, i4, nhưng nó là máy boxer. Nó không mạnh như những chiếc kia nhưng mà chạy rất là thích, càng nóng càng êm, chạy rung rung lắc lắc. Cũng rất là thích. Xuống coi để bỏ cái thang xuống trên nó gì. Để mình tận dụng cái chỗ này xuống cho nó dễ một xíu mà. Dạ. Dạ. Buông 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 tay đi, buông buông. Đừng đẩy quá này quá nó nặng. Rồi. Rồi, ok. Cái giữ trên này nó mới nặng. Giữ trên này nó mới nặng. Rồi, bàn giao cho anh khách quý. Dạ rồi, được rồi anh. Rồi. Rồi xong rồi. Rồi. Về hạ xuống ngay công viên luôn, đúng đẹp luôn. Rồi. Dạ, dễ chạy không anh? Dễ chạy anh hả? Dạ. Rồi anh đậu đem cho vô cho. Rồi anh chạy vô phải không? Rồi vậy thôi anh chạy vô đi. Có gì em hỗ trợ. Em ghi hình hỗ trợ. Có cần không cũng cần. Dạ không. Dạ, dạ được được anh, được 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 được. Harley lên được rồi này thoải mái anh. Rồi lên luôn, lên luôn. Cao hơn. Lên lên luôn, lên luôn anh. Hết đụng rồi đó. Rồi rồi hết đụng rồi. Chạy vô nhà luôn không anh? Hay lên. Rồi xong rồi, đã giao được siêu phẩm BMW R18 cho vị khách quý. Xong rồi, giờ trên đường Chu Du đi về, sẽ ghé xem tiếp một chiếc xe nữa, không biết rằng là mua được hay không. Nhưng mà vị khách có gọi điện và có báo có một chiếc xe. Thật ra thì cũng báo 3 ngày rồi, nhưng hôm đó mắc kẹt ở tỉnh, không về được. Hôm nay anh liên hệ lần nữa rồi. Giao xong BMW giờ tiến về xem chiếc xe đó thử là có mua được hay không. Tạm thời bí mật luôn quý khách hả? Xe này thì phân khối nhỏ thôi, nhưng mà cũng dòng xe cũng được rất là ưa chuộng. Thì mình sẽ ghé xem sao hả, nếu mua được sẽ up lên các anh em đam mê xem có hợp ý mình thì lựa chọn nha. Còn nếu mà không mua được thì thôi là không up luôn. Rồi xin tạm kết cái clip tại đây. Rồi xin chào tất cả hả. Rồi trên đường đi mua tiếp. Rồi.